ok hello anh em chào mừng anh em quay trở lại với Mạnh vlog đã 3 tuần rồi kể từ video cuối cùng của mình do dịch corona à, thực ra là do mình lười đấy mình đã ở nhà ăn chơi ngủ nghỉ và mình đã có thêm một tuần work from home rất là tuyệt vời dù là anh em có work from home hay anh em ăn chơi ngủ nghỉ thì anh em vẫn cần có một bộ máy tính hiệu năng tốt với những linh kiện được cấu thành đảm bảo đúng không ạ à? Trên hôm nay ấy, Quang sẽ giới thiệu với anh em một chiếc bo mạch chủ ngon bổ rẻ đến từ hãng ASRock. Cảm ơn ASRock và Cinepathy Gaming đã cho Quang mượn cái chiếc bo mạch chủ này để giới thiệu với anh em trong video. Bo mạch chủ chắc chắn là một linh kiện rất 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 quan trọng trong bộ máy tính đúng không ạ? Vì nó là nơi mà tất cả các linh kiện được kết nối và làm việc với nhau. Z490 x 4 là một cái dòng mà ASRock hướng đến tất cả các đối tượng người dùng cần hiệu năng cao, ví dụ như game thủ những người sáng tạo nội dung hay đơn giản là bạn muốn có một chiếc bo mạch chủ có rất nhiều cổng kết nối để phục vụ cho nhu cầu của cá nhân. Trên chiếc bo mạch chủ thế hệ mới này thì Quang rất là tò mò về những cái cải tiến và những cái thay đổi. Cho nên ngay bây giờ thì Quang sẽ mở hộp nó và khám phá nó ngay đây. Bây giờ thì Quang sẽ mở hộp nó ra. Anh em nhìn thấy cái vỏ hộp này rất là to đúng không? Cực kỳ to nạc. Đằng trước thì nó sẽ có in cái tên Z490 x 4 cùng với những cái công nghệ mới nhất mà nó đang hỗ trợ đó chính là Intel Optane hỗ trợ CPU Intel thế hệ 10, LED đồng bộ Polychrome đặc thù của Xbox và HDMI. Nào chúng ta cùng mở ra xem nhé. Wow, mở ra chúng ta lại có thêm một cái lớp hộp đen nữa để bảo vệ cái sản phẩm bên trong. chúng ta sẽ điểm từng những cái phụ kiện mà chúng ta sẽ có trong bộ máy chủ này gồm có sách hướng dẫn sử dụng này à, hướng dẫn lắp đặt một cái stem của Astrox và qua à, năm 2020 chúng ta vẫn có một chiếc DVD để chứa driver ok bây giờ chúng ta sẽ đến những cái phụ kiện bên trong phục vụ cho việc lắp đặt chiếc mền bó này cùng đếm nhé một một hai ba bốn chúng ta có tận 4 con ốc M2 để lắp những chiếc SSD M2 hay là wi wifi. Đi kèm với nó là sẽ là hai cái chân ốc, vâng, hai cái chân ốc wifi. À hai chân ốc um, uh, cho cả M2. Tiếp đến là bốn cáp SATA. Và đây chính là hai cái dây dán để chúng ta có thể cố định khi đi dây trong bo mạch chủ. Chúng ta sẽ để sang một bên. Và ten ten Đây là chiếc bom mạch chủ Asrock Z490 X94 của chúng ta nằm trong lớp ni lông. À, mình còn thêm một cái nữa đây. Ở trong hộp chúng ta sẽ có thêm một cái đề can dán của Asrock. Màu bạc trông cũng khá là đẹp đấy. Chúng ta sẽ đến tiếp theo là những cái phần linh kiện nằm ở trên bom mạch chủ như thế nào nhé. Chờ thêm. Đây là nhân vật chính trong video của chúng ta ngày hôm nay Z490 X4. Main size ATX trông rất to nạc và hầm hố. Astrox đã thiết kế cái PCB của chiếc main này với đồng 2A bên trong giúp tăng tính ổn định của tín hiệu và dòng điện khi mà đang hoạt động. Cái phần quan trọng nhất chắc chắn anh em rất quan tâm đó chính là thay đổi về socket. Thì Astrox ở chiếc mainboard này đã sử dụng là socket Intel LGA1200. Như vậy có ý nghĩa là chúng ta sẽ không thể sử dụng những cái CPU cũ để lắp vào đây được nữa. Và để cấp điện cho cái dòng CPU Intel thế hệ mới vốn được tăng cường về xung nhịp và số nhân xử lý thì Intel và Asrock đã trang bị cho chiếc bo mạch chủ này gồm có 10 phase direct MOSFET chốc nguồn 60A cùng với tụ đen 12K giải nhiệt cho những cái bộ phận này thì chúng ta sẽ có hai cái cục tản nhiệt rất là to nạc ở đây giúp đảm bảo cái nhiệt độ mát mẻ và ổn định khi làm việc chân nguồn của chúng ta đang có ở đây là chân nguồn 8 pin và 4 pin thì với cái việc mà sử dụng chân nguồn như thế này ấy, sẽ đảm bảo đủ điện cho anh em khi sử dụng hàng ngày lẫn những lúc mà anh em có nhu cầu ép sung để tăng cường hiệu năng tiếp đến chúng ta sẽ nhìn đến cái phần ram ram ở trên bên này nâng cấp độ tối đa lên tới 128 g với 4 khe bớt mặc định dành cho các cpu thế hệ mới là 2009 anh em có thể ép sung tuyệt vời đúng không có một thứ rất là hay ho nữa mà Quang muốn chia sẻ với anh em Bình thường khi chúng ta muốn ép sung thì chúng ta sẽ phải mua những cái bo mạch chủ với chipset Z cùng với những CPU có hậu tố K hoặc KF để có thể ép sung Tuy nhiên với cái công nghệ đặc biệt của Asrock đó chính là Bay Frequency Boost thì anh em chỉ cần mua một CPU dòng thường cùng với bo mạch chủ dạng như chiếc Z490 Extreme này thì chúng ta đều có thể ép sung được để có thể mở rộng hiệu năng được CPU rất là tuyệt đúng không về phần lưu trữ Quang là một người đang biên tập video thì Quang rất rất quan tâm đến cái việc là có nhiều khe M2 để mở rộng SSD không chúng ta cùng đếm một trên trên bo, bo mạch chủ này để xem nó có bao nhiêu khe M2 nhé 1 2 3 4 và wow, chúng ta có 4 chúng ta sẽ có một khe M2 Wi-Fi ở đây và ba khe M2 ED như thế này là thỏa thích để mở rộng SSD rồi. Đặc biệt trên cái chiếc bo mạch chủ này chúng ta sẽ có một khe M2 Hyper. Cái khe này thì nó được trang bị phần cứng để sẵn sàng cho chúng ta nâng cấp SSD PCIe 4.0 thế hệ tiếp theo ngay khi có CPU support. Rất là tuyệt vời. Về phần card đồ họa anh em sẽ có tận 5 khe, 5 khe cơ đấy. Chúng ta sẽ có 3 khe PCI Express X1 nhưng cái điểm đặc biệt ở đây đó chính là Asrock đã làm cái khe PCI Express X1 này này. Đã làm là cái khe này là khe mở. Như vậy là không những chúng ta cắm được cái khe X1 chúng ta có thể cắm được các cái thể loại cạc X4 hoặc X16 tùy vào nhu cầu của anh em. Hai cái khe PCI Express 16 ấy chính ở đây được Asrock là gia cố bằng thép. Như vậy thì nó sẽ làm việc rất tốt và ổn định với những cái cạc đồ họa to nặng và khủng ví dụ như là RTX 2080 Ti chẳng hạn. Anh em có để ý không? Ở trên cái chiếc bo mạch chủ này ấy, thì chúng ta có một cái khe PCI Express ở trên phần gần CPU. Cái này ấy, thì phần thép gia cố của nó đã được cách điệu hình uh, gợn sóng hay hình vây cá là mình cũng không biết nữa. Cái khe này ấy, có một điểm đặc biệt đó chính là nó đã được trang bị sẵn phần cứng để hỗ trợ những cái cạc đồ họa PCI Express 4.0 thế hệ mới. Wow! Rất là tuyệt. Về phần cổng kết nối thì chúng ta có cái gì ạ? Chiếc bo mạch chủ này tất nhiên sẽ hỗ trợ cả những CPU dòng thường và dòng không có cạc đồ họa rồi. Chúng ta sẽ có xuất hình được bằng tín hiệu hai cổng gồm có cổng DisplayPort và cổng HDMI 2.0 ở đây. Như vậy là chúng ta có thể xuất được hai hai màn hình khác nhau. Thêm nữa thì năm 2020 rồi, chúng ta đang rất quen thuộc với cổng kết nối là USB Type C trên chiếc bom mạch chủ Z490 x 94 này chúng ta đã có một cổng USB Type-C với cái giao, giao thức là USB 3.2 Gen 2 với tốc độ lên đến 10GB một giây. Wow, rất là tuyệt vời. Còn thế nào nữa nhỉ? Chúng ta sẽ có thêm một cái cổng kết nối là cổng LAN 2.5GB nằm ở đây. Ừ, tốc độ như vậy là nhanh gấp 2.5 lần so với Giga LAN truyền thống đúng không? âm thanh anh em sẽ có được chip xử lý Nahimic và Realtek cùng xuất ra ở 7.1 Wow kênh 7.1 và lan 2.5G chắc chắn sẽ đủ cho anh em du học Nhật Bản rồi tuyệt vời đúng không? ở cái phần IOCU này là một phần quan rất thích trong chiếc cái chiếc bo mạch chủ này khi mà bình thường ấy khi mà quang mua những cái bo mạch chủ cái dòng thấp hơn thì IOCU chúng ta sẽ phải bảo quản chúng ta tháo ra lắp vào rất là mất công đúng không? Nhưng mà với cái dòng Z490 X94 này thì ASRock đã cố định luôn cái chiếc IO này vào bo mạch chủ bằng hai con ốc. Như vậy có hai cái tiện. Một là chúng ta sẽ không phải bảo quản rời cái chiếc IO nữa. Thứ hai là khi mà anh em lắp cái chiếc bo mạch chủ này vào main ấy, chúng ta không phải lắp rời. Chúng ta chỉ việc đặt cái bo mạch chủ này đẩy vào bụng một và phát là xong luôn. Rất nhanh, rất tiện. Quang đã từng bị xước tay hai lần chỉ vì cái IOC này lắp hơi khó và nó rất là sắc. Thật sự là cáu. Nếu mà cái chiếc bom mạch chủ này mà có sớm hơn ấy thì Quang chắc chắn sẽ mua nó chỉ vì cái tính năng IOC này. Xung quanh cái chiếc bom mạch chủ này Z490 Aros x 4 có tận 4 khu vực trang trí đèn LED gồm có đèn LED ở trên tản của uh, chipset này. Chúng ta sẽ có LED ở trên tản VRM, LED ở phần logo trên main và ở mặt sau chúng ta cũng sẽ có một cái giải LED nữa. Như vậy là chúng ta có bốn giải LED. Nếu mà anh em sử dụng hết bốn giải LED thì như thế nào ạ? À? Đừng lo, ở trên main chúng ta có thêm bốn cái chân cầm cắm LED nữa để chúng ta có thể mở rộng thêm các thiết bị LED. Wow. Và sau khi mà chúng ta cắm LED rồi chắc chắn là sẽ cắm fan đúng không? Ở trên này chúng ta lại có thêm 7 chân cắm dành cho quạt, quạt CPU, quạt cách rồi là bơm tản nhiệt quạt rơi. Thoải mái đi, đây là một chiếc bo mạch chủ có rất rất nhiều cổng kết nối. Nói về cấp nguồn thì ở cái bo mạch chủ thế hệ mới dành cho CPU Intel Core Gen 10 của Intel thì đã có một vài hãng sử dụng cái chân kết nối nguồn là chân 10 pin. Đây là một cái kết nối mới rất là gọn, rất là hay. Đấy tuy nhiên thì nếu mà anh em đang sử dụng những cái cục nguồn thế hệ cũ ấy đây có vẻ là một cái điều không hay lắm vì nó sẽ khó tương thích với nhau Trên chiếc Z490 Asrock X94 này thì Asrock vẫn đang sử dụng là cái chân nguồn 24 pin đời cũ Đó, anh em không cần phải thay đổi nguồn, chúng ta dùng thoải mái thôi Một like cho Asrock Tổng kết lại, chiếc bom mạch chủ Asrock Z490 X94 trên tay quang ở đây Mặc dù có thể không phải là chiếc bom mạch chủ tốt nhất nhưng chắc chắn với những cái tiêu chí mà Quang vừa nêu ra thì anh em đều thấy nó sẽ phù hợp với tất cả các anh em từ gamer cho đến creator hay đơn giản là mình sẽ làm văn phòng với chiếc bom mạch chủ này. Anh em nghĩ thế nào với chiếc bom mạch chủ Z490 Astrox X94? Hãy comment xuống bên dưới để Quang biết nhé. Đừng quên bấm like, share và subscribe để ủng hộ cho mạng vlog. Anh em muốn làm video nào về những sản phẩm mới? Hãy cũng comment luôn để Quang biết luôn. Cảm ơn anh em nhé và hẹn gặp lại trong video sau.